Ô kìa, anh Dũng, lâu lắm rồi anh mới trở về đấy. Thank you.
tháng tư trời nắng chang chang, đường về thì tắc một ngàn không sao. Những chiếc cầu xinh là niềm vui nho nhỏ, từ những công lao gấp sức gấp xa gần. Tạo dựng công trình mang nét đẹp dân minh, đường về vĩ đất không còn xa lắm, cầu sang kinh khủng biết mấy. Vì thanh rực sáng